gì hôm nay? Anh Khanh. Trời ơi trời. Ơi, nãy sớm giờ em kêu anh không có nghe. Trời, anh lo lặt nó nghe. Cái gì vậy? Hai là bánh tét em mới gói đó, cho anh đó. Có ăn em nha. Ủa dạ. Ơi. Gai không á? Cái này có gai hả? Có. Anh đang lặt mấy cái lá hư bỏ. Để rồi em qua đây rồi chú với cô quái không? Yên tâm đi, ba em ngủ rồi. Chứ... Ủa bác có nhà không anh? Có, mẹ em trong nhà. Anh vô thăm bác nha. Dạ, xin chào bác. À, mới lại chơi hết con, nhưng mà hồi đấy có. Dạ. Lại cho hai đầu bánh trái. Lại chơi là quý rồi. Dạ, bánh trái gì thì không biết nữa. Có sao đâu. Ở ngoài sức khỏe bác sao bác? À, bác cũng bình thường vậy đó con. Rồi gia đình bên bển sao rồi, ba mẹ khỏe không? Dạ, ba với mẹ con khỏe. Dạ. Với lại con không có gì đâu. Còn bác sao rồi? Cũng vậy nè, cũng nghe thằng Thanh nó thương con vậy đó. Bác cũng hai mẹ con cũng bàn nhau mà không biết gia đình con làm sao. Thì bây giờ ảnh thương á thì qua thương với ba mẹ con thì con chịu. Có được không con? Con nhắm thì đi. Qua thử đi, biết chứ cao cũng biết được. Hai đứa thương nhau thì bây giờ mình coi làm nào tốt cái mình đi ra chơi một chiến rồi con. Dạ mà má, mình nghèo quá, qua bản biết biết chú Bảy có chịu không á. Anh, ba em thấy vậy thôi chứ không có khó đâu. Thì anh cứ qua thử đi, ha. Đúng rồi, tại vì vì hai đứa đi. Dạ. Bây giờ mình qua thử rồi, rồi bên bển người ta nói thì sao. Nếu người ta cho đó thì mình nghèo thì mình nằm theo nghèo con. Con hay con đâu có cần giàu gì đâu. Chứ miễn sao là hai đứa thương nhau là con chịu rồi. Chứ có, cũng thương Liễu cũng thương đó. À, thì bữa nào con với má với mượn mấy cậu qua bển nói chuyện với con chú qua bển hỏi cưới em Liễu cho con đi. À, để mình đi thử với biết con. Dạ. Chứ để hai đứa dị hoài cũng thấy tôi nghĩ. Dạ. Con uống nước đi con. Nước đi anh. Dạ dạ dạ. Con cảm ơn. Vậy con lấy con ra xong lau nhà giùm bác nha. Thôi gọi cho con. Thôi không sao đâu, để con làm được. Trời ơi. Dạ. Không có. Đây con tại con ẩu đó chắc té. Dạ. Con cảm ơn ba. Ai cái tắt nhà đi nói thì cái luôn á. Ừ. Em. Hả? Mấy anh kêu mẹ với anh mượn mấy chú đi qua hỏi cưới em cho anh nha. Chứ để mỗi lần mà quay chơi á cái ba quýnh em hoài, anh thấy anh chịu không có được. Với lại anh cũng muốn em làm vợ anh chứ không có muốn mỗi lần. Ôi, tiện chết luôn vậy. Anh có sao không? Anh ngại muốn chết luôn mà. Dạ 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 hoài, em bớt ngại. Mỗi lần em ngại em mệt lắm. Cứ mỗi một lần mà đi qua anh em chơi á cái thấy em bị la nè. Rồi ăn không? Ăn lọc đi. Rồi xong rồi cái em bị đánh anh đâu có chịu được. Bởi vì anh muốn kêu mẹ qua hỏi cưới em lâu rồi mà không có dám nói. Cũng tại sợ. Thì giờ anh kêu bác qua em chịu mà. Vậy nữa anh kêu mẹ qua nha. Vậy không cái. Không cái nha. Anh về nha. Chưa không muốn chạy. Ăn cái tắc đắng ngát. Ơi, đường sáng vậy. Ê, anh kêu sao tôi hỏi đường nào đi nhà ông Tám Chiến hả? Ê! Cô kêu ai vậy? Tôi kêu anh đó. Tôi có tên, có tuổi, có họ đàng hoàng. Kêu ai, kêu ai, biết kêu ai? Chắc tôi biết tên anh đâu kêu. Tôi tên Khanh. Cho tôi hỏi đường nào đi nhà ông Tám Chiến? Ở chơi đó. Ở đâu? Ở trên đó đó. Sao chỉ gì kỳ vậy? Thì ở trên đó, chỉ trên đó chứ chỉ đâu trời. Trên đó có chỉ chỗ nào mới được chứ. Thì ở trên đó, đi lên trên đó là có nhà. Ở trên đó là có nhà đó. Hỏi gì đâu mà kỳ cục con người gì đâu mà sao mà con chưa thấy ai như anh luôn á. Tôi cũng chưa thấy ai như cô hết trơn. Thiệt tình, đàn ông gì đâu mà nói chuyện kỳ cục. Tôi nói chuyện kỳ cục mà nhìn đỡ hơn cô. Bạn gái nói chuyện vô duyên mà cố à. Ta có tên tuổi gì kêu ê. Trời ơi, cũng ít nhất kêu lịch sự đàng hoàng. Thôi đi. Thôi gì? Tự đi kiếm cho gọi luôn đi gặp anh. Gì đúng không hả? Thì tự đi kiếm đi, ai chịu hỏi làm chi?
Ông đây ngồi bán chị chút con. Ngồi đi, làm gì vậy? À bà đã ngồi nói chuyện chút với bà, chút gì các bà? Thôi đâu rồi. Chạy đâu chơi nữa mà. Chuyện gì đó? Bây giờ là... Nói bà trước. Nói con nghe. Nghe. Là vì chẳng là phải tiếp quản công ty. Đúng không? Đúng rồi. Chuyện nào về? Chuyện nào về gì nữa? Chuyện nào về thì tính. Chưa về mà. Còn chuyện nào về vậy? Về nó lẻ sớm sớm quá trời. Về nó lẻ chứ đây nắng đột hoài. Có thể thì đúng ai ngại nhiều. Bây giờ là tôi tính ra gì? Hay là cứ vợ cho thằng Thống? Gì? Cứ dạ. Được rồi bà, cái này con tính nói với bà. Có mối nào không con nói đi, rồi mắc trước cho. Lên Sài Gòn cứ con Trăng hay con nha. Ừ, đúng rồi, con Trăng. Không, con Trăng không có được, con Trăng không có được. Làm gì cũng được. Hắn con quen đâu. Con là con cái này là làm gì? Con nhỏ vừa đẹp, người đẹp nết, rồi nhà mình có củ ăn, củ để, rồi được thôi, tôi chịu trong đó. Ăn để, núi nó ai còn hết đó. Bây giờ kêu cưới vợ không cho, cưới Trăng hay cưới ai vợ? Cưới ai vợ? Cưới con gái của bạn của qua. Ai? Là ai nữa, nhỏ nào nữa? Là cái con của bác mà bữa mình ghé nhà đó. Anh ấy là ai? Là nhỏ nào? Bà đừng nói con là nhỏ đen thui thấy gớm thôi nha. Còn là nhỏ đen thui thấy gớm. Con nhỏ nào? Còn mấy nè. Nhỏ mắt cá tiêu đó hả? Con nhỏ mắt cá tiêu đó hả? Con nhớ là bữa là nhỏ chung coi có ăn cái chúng cái gì vô nhưng chung bị sao cứ nhỏ đó gì cho con mình vậy? Đám đàn gì? Đám đàn gì? Thấy chưa? Vì sao gia đình mình vậy? Đổi nhà con nói vậy mà áo cưới nó về cho gia đình mình nó với lại nó ăn nói nó còn là đã theo đậu cổ là không chịu chân thôi đó. Nhớ đó. Thôi đúng rồi. Thôi tôi có chịu đâu. Tao quyết định rồi. Má tôi cưới con Liễu. Thôi con không chịu đâu. Không chịu đâu mà được hả? Tôi không có chịu đâu đó. Bà không chịu bà đi theo nó luôn đi. Cái gì? Cãi. Tôi nói ra. Tại ba cái gì trời? Tôi nói với vợ chứ cứ nhỏ đó. Rồi sao? Con có chịu nhớ đâu. Ừ, không chịu đâu hả? Tao quyết định rồi đó, mày mời qua nhà ta đó. Cái gì mà gấp như vậy? Gấp cái gì? Bây giờ chẳng có dưới quê không thì đi qua nhà ta luôn. Trình với ta luôn. Ôi là trời ơi, ông Trung ơi, ông Trung. Ta nghĩ làm sao vậy ba? Nghĩ cái gì? Tao quyết định rồi, nghĩ cái gì hả? Vậy nghe. Ui. Ba nghĩ gì vậy trời? Sao? Ở đâu mà tự nhiên đi về quê đã thấy không? Chẳng có về hết trời. Còn có cái gì? Vậy là bà nội nhà này luôn á trời. Ăn uống khô khan. Không uống được miếng canh miếng nghêu nữa. Dạ thì chào anh chị. Chú con mới qua. Con hả? Bác ngồi đi bác. Bác ngồi đi bác. Con ăn đi. Con. Thôi chị hai ngồi đi. Con ăn nước rồi làm gì đó. Hai mẹ con cứ qua đây để thưa với mà anh chị hỏi Liễu cho không. Rồi ai kêu qua vậy? Hả? Bà kêu phải không? Không. Hai mẹ con bàn nhau. Thì sắp chở nó có ý với nhau. Đúng rồi đó ba. Thì bây giờ chị hai cũng đúng cái gì đúng. Bà có hỏi qua ta chưa? Rồi ai cho qua đây? Hả? Bà bày mưu tính kế phải không? Mình nói gì? Đi ra khỏi nhà tôi. Đi ra khỏi nhà tôi. Đi! Mạnh! Ba ơi, con đang nỉ ba cho con nỉ gì chứ? Thấy anh Thành mà ba. Con nhìn Thành Cương vô thật lòng mà ba. Bà nói bà không có cho. Ba không có giả cho thằng này biết không? Ba có hẹn ước rồi. Nhưng mà ba hẹn ước với ai? Hẹn ước với bác Sáu mày đó. Thôi con không chịu đâu ba ơi. Bây giờ mày chấm tao phải không? Con thương anh Khanh mà ba đừng có làm gì mà ba ơi. Mình gì? Là tôi dặn với bà rồi. Là tôi có hẹn ước rồi. Bà già bữa nữa người ta qua đây ta hỏi cưới. Nhưng mà tụi nhỏ nó thương nhau. Có chú cháu vậy chân á. Con thương Liễu thật lòng rồi chú. Nhưng mà hai đứa nó thương nhau á. Rồi bây giờ là gả đi, gả về cho nó rồi hai đứa ôm nhau chết đói ha con. Mẹ nó đói cũng chịu nữa. Miệng mà hai đứa thương nhau được rồi ba. Rồi con hứa với chú, con lấy Liễu về con gán con đi mặn con lo cho Liễu mà chú. Không có gán bọng gì hết trơn á. Ở đây cái chỗ giàu sang mày không muốn. Bởi vì nghèo hoài, cái nhà nghèo hoài cũng bởi vì mẹ con mày đó. Có cái chỗ giàu sang mà không muốn. Con không chịu lấy người ta đâu ba ơi.
nhưng mà hai đứa nó thương nhau rồi chị nói dùng. Mình ơi, cái gì thì cũng còn hướng giải quyết mình. Muốn giải quyết gì hết trơn á? Bà bài mưu tính kế chuyện này phải không? Rời ra khỏi nhà tôi đi. Dạ không có chú. Con thương Liễu thật lòng, con mới nói với má con á là qua thưa với chú, với cô để hỏi cưới Liễu cho con chứ không có bài mưu gì hết trơn chú. Bà ơi. Còn bây giờ mày về chưa? Rồi hai mẹ con mày về khỏi nhà tôi chứ. Bà ơi, bà ơi. Chú con thương Liễu thật lòng. Rời ra khỏi nhà tôi liền. Bà ơi. Không có gả cưới gì đây chứ, không có con gì ở đây hết trơn á. Con dẫn đi. Chú con về, Liễu anh về. Yeah. Con không biết dạy con. Con dẫn rồi. Không có cho giao du cái hạng này rồi. Thứ này gọi gì? Cãi tôi bây giờ mà mẹ con mà chống tôi phải không? Tính rủi đẻ con mà ra khỏi nhà không? Cái chỗ giàu sang đó đã hẹn ước rồi. Chuẩn bị người ta xuống đây người ta coi mắt. Con không chịu đâu. Cắm đầu cắm giờ đầu cắm cổ như đó để làm cái gì? Nhà vừa nghèo rất mồng tơi, không có hột gạo ăn. Mà cứ vùi đầu như đó. Không ngóc đầu lên nổi là cũng tại mẹ con bà hết trơn á. Tôi tính giả cho nó được cái chỗ giả sang, dù gì mình cũng đỡ được chút nào đó. Rồi bây giờ đứng đây khóc phải không? Hai mấy con mà ra sao cho tôi? Bài mưu tính kế cấm không có cho giao du với cái hạng đó rồi. Ba suy nghĩ lại đi ba. Ủa suy nghĩ vậy chăng á? Ý ra quyết là gì? Mình á,